chú khỉ học Phật Pháp. Hai chị em A Trân và A Châu từ nhỏ đã theo cha mẹ học Phật. Lớn lên, hai người vẫn tiếp tục ăn chay niệm Phật, phóng sanh cứu vật. A Trân, A Châu, các con dậy sớm vậy. Bộ tính đi đâu à? Con chào chú. Hôm nay chúng con tính đi chợ Cách Bích, ở làng trên mua ít vải may đồ. Vậy các con đi sớm đi, nếu trễ quá chợ sẽ đóng cửa đó. Chú có muốn mua cái gì không? Chúng con mua về luôn một thể, khỏi đi lại mất công. Cảm ơn hai đứa, chú không cần mua gì hết. Hai đứa mau đi đi, còn có thời gian mà dạo hàng mua sắm nữa. Dạ. Nếu chú không mua gì thì chúng con đi nhé. Chào chú. Hai chị em này thật kỳ lạ, sao cứ đổ gạo trước cửa nhà hoài, lãng phí quá. Ây, tại chị không biết, hai chị em nó đều có lòng Bồ Tát. Không phải chúng đổ gạo đâu, sáng nào hai đứa cũng rải gạo để cho lũ chim ăn. Tụi nó đau lòng khi thấy lũ chim không tìm được thức ăn, sẽ bị đói rét, nên mới làm như vậy. Ồ, thế à? Hai đứa thật có lòng từ bi. Nói vậy là tôi đã hiểu lầm chúng rồi. Quá, sao hôm nay chợ náo nhiệt vậy? Còn phải nói, vừa mới chuyển mùa, mọi người tất nhiên sẽ đi chợ chọn đồ ăn rau củ tươi ngon. Chúng ta cũng nhanh qua đó lựa ít vải về may đồ mới đi. Nếu không kịp sẽ không còn sắp vải nào đẹp đâu. Chỗ đó bán cái gì kìa? Sao nhiều người cua bánh xem vậy? Mình qua coi thử đi. Hôm nay chính là thời điểm thích hợp nhất để mua đồ tẩm bổ. Mà thịt khỉ chính là món ăn bổ dưỡng nhất. Mọi người mau đến mua đi. Món ăn tươi ngon bổ dưỡng đây. Con khỉ này còn nhỏ quá, được bao nhiêu thịt? Khỉ mẹ có người mua rồi, giờ chỉ còn lại con khỉ con này. Nếu anh không mua thì cũng sẽ có người khác mua thôi. Mọi người nhìn xem, nó đang khóc kìa. Con khỉ này trông giống như đứa bé vậy, sao có thể nỡ lòng xuống tay giết nó được? Tôi đã nói rồi, việc giết mổ tôi sẽ lo. Mới nãy con khỉ mẹ của một tay tôi giết đấy thôi. Các người mua về chỉ việc bỏ vào nồi nấu chín là xong, khỏe re à. Thịt khỉ ăn là ngon phải biết. Thật là anh cũng ác quá. Đây vốn là một đôi mẹ con, anh lại giết khỉ mẹ trước mặt khỉ con vậy, quá tàn nhẫn rồi. Nhìn coi, anh đã làm cho nó ra cái dạng gì đây. Anh không mua thì đừng có bàn ra. Nếu anh mua thì nói, tôi sẽ giết nó cho. Một con khỉ chết chẳng hiểu có gì đáng sợ chứ. Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt mà. Con khỉ này anh ra giá bao nhiêu? Nếu anh muốn tôi sẽ tính rẻ một chút, 1.000 đồng là được. Con khỉ này làm gì đắt dữ vậy? Phải biết muốn bắt một con khỉ rất khó, chưa kể là khỉ còn sống nữa. Khỉ mới vừa giết sống sao có thể so sánh ngang với khỉ đã chết được. Không những ăn ngon hơn mà hiệu quả bồi bổ cơ thể cũng cao hơn nhiều. Khỉ đã chết nhiều ngày không bằng đâu. Anh nói cũng có lý. Chị ơi, con khỉ này tội nghiệp quá. Hay là mình mua nó đem về đi. Đúng đó, mình cứu nó đi. Nhưng mà nếu mua nó thì mình không còn tiền mua vải, may đồ nữa. Chị ơi, em không cần đồ mới nữa. Chúng ta mua con khỉ này đem thả đi. Ông chủ, chúng cháu muốn mua con khỉ này. Ây da, cô à, tôi đang định trả tiền mua nó mà, sao cô dành với tôi? Không được, không được. Thế nào cũng phải có thứ tự trước sau chứ. Chú nhường con khỉ này cho chúng cháu đi,
Chúng cháu muốn mua nó phóng sanh. Hả? Mua về phóng sanh? Cậu hãy nhường lại cho cô bé này đi. Mọi người đều nói phóng sanh sẽ tích đức. Anh nhường cho cô ấy đi. Làm thế coi như cũng là tích đức rồi. Anh hãy đem con khỉ nhường lại cho cô ấy đi, thành toàn cho tâm nguyện của cô ấy. Hay, bỏ đi, bỏ đi. Con khỉ này tôi không mua nữa. Được rồi, bây giờ cũng chỉ còn bán được cho cô thôi. Khỉ con à, không cần sợ nữa, em được cứu rồi. Khỉ con, em theo hai chị về nhà trước. Đợi vết thương khỏi rồi, chị sẽ thả em trở về rừng nhé. Ây da, nó hình như hiểu được lời chúng ta nói kìa. Đương nhiên, dạng vật trên đời này đều có tánh linh cả mà. Chú khỉ này xem ra cũng rất thông minh. Con khỉ giờ là của chúng cháu. Phiền chú mở dây rối ra cho nó. Hả? Mở dây ra nó sẽ chạy mất. Đúng rồi, muốn thả cũng phải đem nó lên rừng mới thả. Sao có thể thả ở đây được? Khỉ con à, kiếp trước em không tu nên phải đọa làm súc sanh. Súc sanh thì khó tránh khỏi thảm cảnh chết vì máu chảy đầu rơi. Mục đích chị cứu em là muốn em thoát khổ được vui. Em có bằng lòng theo hai chị cùng quy y Tam Bảo không? Được rồi, chú cởi trói cho nó đi. Con nghĩ nó không chạy trốn đâu. Người thợ săn nửa tin nửa ngờ mở dây cột cho con khỉ. Nó quả thật không hề chạy trốn, mà còn theo A Trân và A Châu rời khỏi chợ. Kỳ lạ thật. Khỉ quan vốn rất hung tợn và quan dại, phải dùng dây thần và xích sắt mới trói được nó. Vậy mà giờ nó không bị trói mà vẫn tự động đi theo hai chị em đó. Thật quá lạ lùng. Có lẽ cô bé ấy nói đúng đó. Mọi vật đều có tánh linh. Con khỉ này biết hai chị em đó cứu mạng nó, nên nó mới thật sự muốn đi theo họ. Hai chị em mang chú khỉ về nhà, bèn tìm thuốc chữa vết thương cho nó. Chú khỉ này cũng rất khôn lanh và thích bắt chước. Lúc hai chị em cung kính lại Phật, nó cũng bắt chước làm theo y chang. Chị ơi, mau coi nè, con khỉ cũng đang lại Phật kìa. Khỉ con, không ngờ em cũng muốn quy y Tam Bảo. Chị ơi, nếu đã như vậy, không bằng mình mang nó tới chỗ sư phụ nhờ người quy y cho nó. Ừ, mai mình mang nó tới chỗ sư phụ. Đây là con khỉ mà các con mua đó hả? Dạ vâng thưa thầy, nó hình như rất muốn học Phật pháp thì phải. Thưa thầy, khỉ con lúc lại Phật dáng vẻ rất là thành kính ạ. Nếu vậy ta sẽ quy y cho nó. Khỉ con à, từ nay về sau pháp danh của con là Ngộ Không. Ngộ Không, sau này con ở lại đây với ta nhé. Nếu khi nào con muốn quay lại rừng thì cứ tùy ý, lúc nào cũng có thể đi. Con khỉ này rất có tánh linh đó. Ta thấy nó có thể giúp chúng ta trông coi vườn táo sau điện Phật được. Và thế là chú khỉ được quy y Tam Bảo. Nó cũng không thích trở về rừng nữa. Mỗi ngày sáng tối vào thời khóa, nó đều nằm dốc sát đất cung kính lạy Phật. Khi mọi người niệm Phật, miệng nó cũng mấp máy thì thầm niệm theo không ngừng: Phật, Phật, Phật. Sau khi xong khóa lễ, nó nhất định sẽ đến vườn táo và leo lên ngọn cây cao nhất nhìn ra xa để xem có ai đến ăn trộm táo không. Thầy ơi, năm nay táo trong vườn nhiều hơn năm ngoái quá chừng luôn.
Vâng ạ, hơn nữa táo năm nay cũng rất to và ngon nữa. Mọi người nhìn nè, trái vừa to vừa đỏ. Đây đều là công lao của Ngộ Không đó. Ngộ Không? Chuyện này có liên quan gì đến Ngộ Không ạ? Các con không biết. Chứ bình thường khi Ngộ Không không có việc là nó lại chạy ra giữ vườn táo. Từ khi nó đến vườn táo không còn ai dám hái trộm táo nữa. Thật bất khả tư nghi. Ngộ Không chẳng những không ăn trộm táo trong vườn mà còn đuổi kẻ trộm đi. Thật hay quá. Ây da, là ai đánh bậy pháp khí trên chánh điện vậy? Không phải là Ngộ Không chứ? Ngộ Không, không được làm loạn, mau xuống đi. Ngộ Không, xuống mau. Sao con dám ngồi lên bàn Phật? Thật không biết phép tắc cung kính gì cả. Ngộ Không, bây giờ ta phạt con quỳ nhang. Vì con ngồi lên bàn Phật là bất kính với người, nên phải sám hối Phật. Sau này không được ngồi lên bàn Phật, cũng không được đánh bậy pháp khí nữa, nghe không? Đợi cháy hết cây nhang này, con mới được đứng dậy. Ngộ Không biết nghe ạ. Nó thật sự sống quỳ nhang ở đây sao ạ? Tất nhiên rồi con. Tuy Ngộ Không vẫn còn một số tập tính quan giả, nhưng đã được khai mở thì Phật tánh bên trong dần dần cũng sẽ được hiển lộ ra thôi. Được rồi, cứ để cho nó một mình ở đây tự phản tỉnh đi. Chúng ta tiếp tục đi hái táo. Khi sư phụ và hai chị em rời khỏi không bao lâu thì có hai đứa trẻ ở gần chùa bước vào chánh điện. Đúng lúc thấy Ngộ Không đang quỳ nhang. Ây da, chị nhìn kìa, đây chẳng phải là con khỉ trong vườn táo à? Đúng rồi, chính là nó. Con khỉ này thật đáng ghét. Lần trước chúng ta đến vườn táo suýt nữa là bị nó cào chảy máu. Chị thấy chúng ta nên tránh xa nó ra một chút. Tránh xa nó ra? Tại sao? Hôm nay là cơ hội tốt để dạy cho nó một bài học, xem nó còn dám cào chúng ta nữa không. Còn khỉ đáng ghét, hôm nay ta sẽ cho mày biết tay, để coi sau này mày còn dám cào tụi ta nữa không. Hay da, con khỉ này sao vậy? Bị đánh mà cũng không chạy nữa. Đúng hả? Nó đang làm gì vậy? Lễ Phật hả? Chị thấy hay mình tha cho nó đi. Tha cho nó làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Lần trước nó cào rách hết đồ của chúng ta. Hôm nay em phải dạy dỗ cho nó một trận ra hồn mới được, vậy mới hả giận được. Con khỉ này, mày không sợ tao? Được, xem tao cho mày biết mặt. Mấy đứa làm gì đó? Sao lại ăn hiếp Ngộ Không hả? Chết rồi, ông thầy về rồi, chúng ta chạy mau. Hả, Ngộ Không, em bị sao vậy? Bọn trẻ đánh em, sao em không trốn đi? Ngộ Không, có phải nhang chưa cháy hết nên em không dám đứng dậy phải không? Ngộ Không đúng là con khỉ có Phật tánh cao. Thiên địa vạn vật vốn đầy đủ Phật tánh. Khỉ con kiếp trước tuy nhất thời hồ đồ tạo nghiệp sai lầm nên bị đọa làm súc sanh. Nhưng khi nhân duyên lành đã chín mùi thì nó vẫn biết sám hối sửa đổi và bù đắp lại lỗi lầm đời trước.